Hôm nay em mới về một lô mic được hơn 100 bộ các bạn. Em bắt đầu bóc để khui hàng ra cho các bác, vừa khui hàng này vừa nhấc đầu tất cả cái đầu vỉ mic ra để em phơi vỉ mic và vệ sinh cái đầu mic, bởi vì là tất cả mic bãi này nó rất là tốt thật đấy, nhưng mà mình phải đây em chuẩn bị em những cái đầu bông này này là mình phải phơi hết để mình diệt khuẩn đi các bạn, bởi vì là mic bãi mà nhá. À, đối với những dòng mic bãi này thì các bác biết rồi. Chất âm của nó thì chê thì nói là chê mic bãi thì nó buồn cười quá, nhưng mà để so với giá thành bây giờ các bác đi mua một bộ mic tầm khoảng độ 1,9-2 triệu, tóm lại là tầm tiền như con này thì các bác không hát được đâu. Các bác cứ thử, bác nào đã mua bác biết đấy, bác mua mic mới bây giờ tầm khoảng độ dưới 2 triệu các bác hát mệt lắm, hát mệt cực kỳ mệt và thu nó kém, kể cả thu kém và sóng cũng kém luôn, chất âm nữa. Đây là những bộ mic này, trong này em có ba mã mic. Mức giá thì em để là mức giá là 1,9 triệu một bộ. Một bộ gồm có hai tay mic này. Nhiều bác này cứ nghĩ là một cái mic, một bộ của nó thì gồm có một cái đầu thu này và hai cái mic và dây sạc nguồn. Tôi tóm lại là đủ một bộ cho các bác được chưa? Dây sạc nguồn. Nhiều bác là cứ nghĩ là sao 1,9 triệu một cái mic, 1,9 triệu được hai cái tay mic nhé bác nhé. Đây hai cái tay mic như thế này. Đấy. 1,9 triệu là được hai cái tay mic. Đây là một bộ mic này, hai tay mic này này. Đấy. Một cái đầu này và cả sạc nguồn cấp nguồn cho bác có hết ạ. Được chưa ạ? Đây mic bãi em quay gần cho bác đây, em tháo đây. Như thế này là quá đẹp cho bác rồi ạ. Mic bãi, mic chọn hết ạ. Bãi như thế này là chọn là đẹp lắm rồi ạ. Các bác cứ cân đối thôi, các bác cứ tham khảo, bởi vì các bác mua mà tiền trong túi các bác mà. Tiền nó đang nằm trong túi các bác cứ đi đem tham khảo thoải mái. Hợp túi tiền thì đến với em thế thôi. Chứ em kênh của em thích báo giá rõ ràng, báo trắng phớ luôn giá rõ ràng cho các bác luôn, thì cho nó không phải úp mà mở. Bác thích thì bác tôi cân đối, tôi thích thì vừa túi tiền tôi lấy. Em thấy em kênh của em là báo giá rõ luôn nhé, chứ không có úp mà mở thì mất việc. 1,9 triệu một bộ mic. Đối với mic bãi như này và 1,9 triệu các bác đi mua mic mới không hát được đâu. Bây giờ các bác mua phải tầm 2,8-3 triệu trở lên, hơn 3 triệu trở lên thì hát mic nó mới gọi là thu tốt được. Chứ còn 1,9 triệu không đâu. 1,9 triệu bác mua những con mic này này, hát hay, tiếng ấm, nó dày. Tóm lại là không quảng cáo hàng nước ngoài nữa, đó là hàng bãi, hàng của nước ngoài thì quảng cáo lắm làm gì. Trong này nó gồm có 3 mã nha, em quay gần này. Gồm có mã 5S, mic của 5S. Thì đối với lại các bạn nào chưa hiểu về dòng 5S thì các bác cứ gõ Google 5S cho em, nó khác ra. Cái dòng bình dân loại mới nhưng không phải loại này nhé, không phải loại U666 này đâu nhé. Cái loại bình dân bây giờ mua mới tinh nó cũng đã từ 2 triệu, hơn 2 triệu rồi. Chứ chưa nói đến những cái mã này, thấy chưa? Đấy là hàng mới đấy. Các bác gõ vào 5S trong Google mà kiểm tra cho em. Hàng đều bình dân nó đã tầm 2 triệu, hơn 2 triệu một bộ. Chứ chưa nói đến mã cao cấp này, mã này, 66 này. Dòng này cho chất mic rất là ấm, rất là hay, thu nhẹ, hát hay, sóng bắt được rất là xa. Đấy là 5S. Sang 5S thì có tiếp tục nữa, đó là POP. Những dòng này thì các bác cứ nhập vào Google ra này, về U811 đều hàng bãi hết. Con này là có tai nhé, có tai đây. Các bác nào không thích tai thì về tháo tai đi, tháo được tai. Đây là dòng mic nó dùng cho chuyên nghiệp, nó lắp vào tủ mic đấy. Đây là những dòng lắp cho chuyên nghiệp nên là nó đều có tai. Các bác không thích thì về tháo tai đi nhé. Đấy. Con này cũng 1,9 triệu một bộ. Và sang đến đây nữa, còn một model này nữa. Đó là model Atro hay To gì đây, em chả đọc được tiếng Anh đâu. UR833A. Tất cả đây, lau đi sạch luôn các bạn, lau nhé. Đây, tay lau đi. Đây còn băng dính này, còn dán mặt kính cơ. Đấy. Đấy. Về đối với lại ba mã mic này thì bác thích lấy 5S thì báo em 5S này, thích UR833A thì báo cho em, hoặc là thích POPU811. Ba con này chất âm chất mic đều như nhau, nói chung là chất âm nha. Đấy, em phải tháo hết ra để vệ sinh cho bác. Đây này, đây là những cái thu anten của nó này. Đấy, phải tháo từng cái đầu mic này ra để thu, để vệ sinh cho bác. Phải thu, phải vệ sinh như thế nó mới sạch, đúng không nhá, nó mới sạch sẽ được. Tóm lại là mỗi một bộ mic này thì cũng được đôi 300.000 đấy, nhưng mà vệ sinh như này, lấy công làm lãi các bạn, lấy công làm lãi cho các bác thấy nó sạch sẽ. Còn tùy các bác cứ cân đối đi ạ. Em bán hàng thì kênh của em là em cứ
báo rõ ràng giá. Chứ bây giờ tính chính em đi mua bây giờ hàng online người ta bán nhiều ấy, em cứ mua vào những cái trang người ta cứ không cho giá em ức chế lắm. Nó lại phải đi tìm, nó lại gọi hỏi, em cứ báo giá luôn cho các bác thoải mái. Tất cả cấp cho các bác bộ nguồn đủ đầy đủ hết nhá, nguồn đầy đủ luôn ạ, nguồn của nó luôn đấy chứ không phải là nguồn đâu ạ, nguồn mà. Đấy, nguồn chống lăn đây, khi về các bác nhận thì luôn đây. Chống lăn em để hết đây rồi, đây chống lăn đặt như này, chống lăn đấy, đấy đây là một bộ này, được chưa? Bác nào có nhu cầu thì liên hệ giúp em. Là đây, về mic thì tất cả bên em phải tháo hết ra để vệ sinh nữa, vệ sinh cho cái đầu mic nó sạch sẽ đây, nó không bị ẩm mốc rồi nó không bị vi khuẩn. Cái này là phơi này, trời nắng là phơi hết này, phơi diệt khuẩn hết. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Mức giá là 1.900.000 một bộ ạ. Em cảm ơn.